rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong thì mọi người. Ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mây chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ mẹ chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến trong thì mọi người. Ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến trong thì mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam, dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Khoe sắc dần trong nắng hồng. Một ngày xuân thắm hương ngát tình mình ca trong nắng xuân. Vui đời no ấm hạnh phúc nhà nhà an vui. Đêm xuân nấu bánh quê hương, lòng đầy hân hoan bên nhau, sum vầy hạnh phúc mùa xuân ấm nồng. Mình cùng nhau chúc câu an lành về mẹ cha kính yêu, mong người hạnh phúc cùng đàn em thơ. Xuân đã về lòng đầy hân hoan, đã về ngầm trang niềm thương. Lá hoa như đón xuân về, một năm đẹp tươi rực rỡ. Xuân về xin chúc thành công, tang tình tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang. Nghe tiếng lòng dạt chào mừng xuân, ai hát mừng ngày đầu một năm. Chúc cho tình duyên đẹp tươi hạnh phúc, chúc cho người luôn phát tài. Tang tình tang tình tình tang, tang tình tình là tình tình tang, tang tình tình là tình tình tang. Mọi nhà
Nghệ sĩ của chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ kính chúc quý khán thính giả gần xa một năm mới an khang và tràn đầy hạnh phúc. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến trong tim mọi người. Quý vị vừa thưởng thức liên khúc Ngày Tết Quê Em, những điệu lý mừng xuân qua phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy, nghệ sĩ ưu tú Thoại Miêu, nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân, nghệ sĩ Châu Thanh cùng với các ca sĩ diễn viên điện ảnh Trí Quang, Quốc Thái, Dương Đình Trí, Phi Thanh Vân, Mai Phương, Ngọc Thuận, Phù Ngọc Huy, Phi Long, Khali, Minh Minh và Trương Bảo Như cùng với phần góp mặt của Vũ đoàn Sức Trẻ và đoàn Lân Sư Rồng, Hải Anh Đường đã mở đầu chương trình ngày hôm nay, chương trình Bước Chân Hai Thế Hệ 6 với